Bạn là một newbie mới bước chân vào giới cosplay. Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu để có một bộ cosplay hoàn chỉnh và đẹp như mơ. Vậy thì bạn không nên bỏ qua video này nha. Mình là Kimia. Mình cùng Wesley Prop sẽ giúp các bạn giải đáp một vấn đề. Một bộ cosplay hoàn chỉnh sẽ cần những gì? Điều đầu tiên chúng ta cần là wig. Khi cosplay một nhân vật trong anime hoặc là manga nào đó, chắc chắn 90% các bạn sẽ cần một bộ tóc giả. Tuy nhiên, nếu tóc thật của bạn giống với nhân vật bạn chọn thì đó sẽ là một lợi thế rất lớn đối với bạn. Một bộ wig đẹp sẽ là một yếu tố quan trọng cho một bộ cosplay đẹp. Điều thứ hai chúng ta cần đó là lens. Trong cosplay, việc các bạn đeo lens sẽ giúp các bạn có những đôi mắt đặc trưng giống với nhân vật các bạn chọn. Tuy nhiên, việc đeo lens là một vấn đề khá nhạy cảm. Không phải bạn nào cũng có thể đeo được vì có những bạn mắt yếu. Vì thế, các bạn không cần phải quá gượng ép bản thân để tránh gây tổn hại đến mắt của mình nhé. Thế vào đó, các bạn có thể tìm đến những phần mềm Photoshop để ghép mắt để có những bức ảnh lung linh giống với nhân vật nhất nhé. Cái điều thứ ba đó chính là makeup. Trang điểm là một yếu tố rất quan trọng để quyết định độ chuẩn nhân vật của bạn. Makeup như là một nghệ thuật vẽ tranh vậy. Nó không phải là một việc đơn giản. Vì thế, nếu bạn không có khả năng tự makeup cho bản thân, các bạn có thể tìm đến những makeup artist hay còn được gọi là chuyên gia trang điểm để có thể hoàn thiện nhân vật nhất nhé. Thứ tư đó chính là costume. Đây là một điều quan trọng nhất trong một dự án cosplay. Nó sẽ giúp bạn hòa làm một với nhân vật mà bạn yêu thích. Cách nhanh nhất để có một bộ đồ cosplay hoàn chỉnh đó là các bạn có thể order trên các trang cosplay nước ngoài hoặc là đặt may thủ công. Nếu bạn là một người khéo tay trong việc may vá thì ưu tiên hàng đầu đó chính là tự may cho bản thân mình một bộ trang phục ưng ý. Như thế, bộ trang phục sẽ có ý nghĩa hơn và tiết kiệm hơn được rất nhiều. Thứ năm đó chính là giày. Giày là một loại phụ kiện không nên thiếu, nhưng lại rất ít người để ý đến nó. Giày cosplay ít được sản xuất đại trà và không đa dạng nhân vật. Chưa kể, nếu bạn muốn đặt riêng cho mình một đôi giày, đó cũng sẽ là một điều rất khó. Và phí nó cũng sẽ rất là cao nữa. Vì vậy, các bạn có thể tìm đến những đôi giày có vẻ ngoài giống với bản gốc khoảng 60% là có thể đạt tiêu chuẩn cho một bộ cosplay hoàn chỉnh rồi đó. Và cuối cùng là props, hay còn được gọi là đạo cụ. Ví dụ như các loại vũ khí súng, kiếm, mặt nạ, áo giáp, vân vân. Hiện nay, trong các bộ anime, manga, game, các nhân vật đều sở hữu cho mình một món đạo cụ đặc trưng. Ví dụ như Captain America không thể thiếu khiên, Thor không thể thiếu búa của mình. Vì vậy, đối với một số nhân vật nhất định, những thứ đạo cụ đó chính là linh hồn của họ. Ngoài ra, các loại đạo cụ cũng giúp cho các bạn tạo được nhiều tư thế khi chụp ảnh cosplay. Wesley Props sẽ luôn cố gắng để tạo ra những sản phẩm đẹp nhất, hình tráng nhất để cho bạn có những trải nghiệm cosplay tuyệt vời nhất.